chỉ bị thái tử xác chối bỏ cuộc sống của công nương Diana bên trong cung điện Kensington còn khó khăn hơn bởi nhân vật này mối tình tay bà của cố công nương Diana thái tử xác và bà Camilla qua bao nhiêu năm vẫn luôn là câu chuyện được hậu thế cực kỳ quan tâm cứ tưởng bà Camilla là kẻ thù lớn nhất đời công nương Diana nhưng không bên trong cung điện Kensington nguy ngàn lộng lẫy công nương quốc dân còn phải đối đầu với một nhân vật quyền lực và chán ghét bà so mặt đó chính là công chúa Margaret Em gái nữ hoàng Trong cuốn sách 99 Princess of Princess Margaret, tác giả người Anh Craig Brown đã tiết lộ rất nhiều câu chuyện, ít người biết về mối quan hệ giữa dì chồng và cháu dâu. Được biết, thời gian đầu khi công nương Diana vừa kết hôn với Thái tử Charles, công chúa Margaret là người đầu tiên sang rộng vòng tay chào đón cháu sâu với hoàng tộc. Công nương Diana khi đó còn xem gì Margaret là một người bạn thân thiết, giúp bà đỡ cảm thấy lạc lõng giữa gia đình và chợt Đáng tiếc, tình bạn tốt đẹp ấy lại không kéo dài được bao lâu. Đối với một người có lối sống phóng túng và tính cách thay đổi xanh sạch như công chúa Margaret thì không có gì mãi mãi không thay đổi. Mối bất hòa được châm ngòi bởi đoàn phỏng vấn của công nương đài Na Tố Thái Tử Sát Ngoại Tình ngay trên sóng truyền hình vào năm 1995. Công chúa Margaret cho rằng cháu sầu đã quá vô tâm khi công khai chia sẻ bí mật gia đình. Hành động ấy không khác gì sự phản bội đối với Hoàng gia Anh. Cũng từ sau đó, bà Margaret công khai chán ghét công nương Diana. Bà cấm tất cả những người con của mình tiếp xúc hay nói chuyện với công nương Diana, đồng thời bài xích tất cả các thể loại tạp chí có in hình cháu dâu. Ông Brown tiết lộ công chúa Margaret là một người thù dai, khó tha thứ cho người khác. Dù công nương Diana có sống trong cung điển thêm bàn mươi năm nữa, chưa chắc mối quan hệ giữa bà và dì chồng có thể cải thiện. Theo tờ Telegraph đưa tin năm 1993, Công chúa Margaret từng kể với một người bạn rằng bà đã ra lệnh tiêu hủy các túi rác lớn chứa đầy các giấy tờ cá nhân. Được biết, giấy tờ cá nhân mà bà Margaret nói đến đó chính là những lá thư của mẹ bà là Nữ hoàng Elizabeth, trong đó có bức thư công nương Diana gửi cho bà ngoại chồng. Trong cuốn sách viết về Nữ hoàng Elizabeth, nhà văn William Shawcross có đề cập đến câu chuyện này, ông cho biết công chúa Margaret tin rằng hành động của mình là để bảo vệ mẹ và các thành viên khác của gia đình hoàng gia. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm ấy cũng đồng ý cho phép đốt các bức thư sau khi bị con gái tiếp phục. Đến tận khi công nương Diana qua đời, công chúa Margaret cũng chưa từng tha thứ cho cháu dâu. Ngày đưa tang cố công nương tất cả các thành viên hoàng gia để cúi đầu khi quan tài của bà đi ngang qua, chỉ trừ mỗi công chúa Margaret, theo miêu tả của ông Brown, khi đó bà chỉ nghiêng đầu một chút, động tác trông hệt như đang né tránh con ruồi. Khi mọi người thảo luận về việc dựng tượng công nương Diana trong khuôn viên cung điển Kensington, công chúa Margaret không ngần ngại buông lời mỉa mai. Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ ấy bên ngoài cửa sổ phòng mình, bà nói. Vậy mới thấy công nương Diana dù chiếm được trái tim của tất cả mọi người trên khắp thế giới, mang danh công nương quốc dân, nhưng bà vẫn bị rất nhiều thành viên hoàng tộc chối bỏ. Tất nhiên, đứng đầu danh sách đó là Thái tử Sát và công chúa Margaret.